Với những ai yêu môn vật, có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra hai khán giả đặc biệt trên khán đài nhà thi đấu Gia Lâm. Đó là Vũ Thị Hằng và Nguyễn Thị Lụa, những tượng đài của vật nữ Việt Nam, những người đã từng giành suất dự Olympic. Ngồi xem các em thi đấu khiến họ cũng muốn thượng đài. Bản thân Lụa thì hiện tại rất là nhìn thấy các vận động viên mà cũng là các đàn em của mình thi đấu thì bản thân Lụa cảm giác mình muốn được lên sàn một lần nữa, nhưng mà thực sự là không còn cơ hội để được lên sàn nữa rồi. Ngồi ở trên này nhưng mà tay chân là vẫn thể hiện kỹ thuật ấy. Thời của Hằng và Lụa, vật Việt Nam quá mạnh so với phần còn lại của Đông Nam Á, nên ít khi được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games. Nên cả sự nghiệp, hai đô vật tài năng này chỉ có đúng một lần được dự SEA Games. Lào trượt này, Thái trượt, Indo. Đến tận 2013 là tổ chức tại Myanmar, thì đến thời điểm bây giờ là gần 10 năm rồi. Là mới cũng chỉ được một lần duy nhất cuộc đời vận động viên là được thi đấu SEA Games một lần. Hồi tưởng lại quá khứ để thấy thêm tin yêu cho hiện tại, khi lứa đàn em kế cận của Hằng và Lụa đều đã thể hiện tốt và mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho vật Việt Nam ở SEA Games năm nay. Cái tinh thần của em thì thi đấu rất là tốt, cái trạng thái thì thực sự là em, cái khí thế của em rất là tốt khi được mình là vận viên chủ nhà. Em thể hiện được cái bản lĩnh của mình, đánh gần như là trên cơ đối thủ và gần như những cái trận thắng thuyết phục hoàn toàn đối với tất cả khán giả. Nói chung là khi được đàn chị của mình cũng là như là tấm gương của mình được đi cổ vũ thì nói chung có quyết tâm nhiều hơn để mình có thể giành chiến thắng hơn. Tiếc vì không được một lần dự SEA Games trên sân nhà, nhưng cả hai cũng đang cố gắng để ươm mầm tài năng cho vật Việt Nam.